Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chuyên Mục Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Dỗ Cụ Tổ, được viết bởi tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đây là một câu chuyện ngắn nữa của anh nói về đời sống xã hội với một góc nhìn rất hài hước, rất châm biếm. Ngay sau đây không chần chừ gì nữa, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ cho Hồng Nhung và để chúng ta tiếp tục theo dõi rất là nhiều câu chuyện hay, hấp dẫn khác nữa trên kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện hấp dẫn này. Vừa thấy tôi lò dò bước vào nhà từ đường, ông trưởng họ đã rục rã. Nhanh lên, cả họ ngồi họp gần nửa tiếng mà bây giờ cậu mới đến. Khổ quá, bác trưởng thông cảm cho em. Chạy xong cuốc xe em quay về ngay nhưng mà đường nó tắc. Tôi nhăn nhó trình bày. Quả thật ngó vào nhà từ đường đã thấy đông đủ các thành phần trong họ. Bà cô trong họ nhổ bãi nước trầu đỏ lòm ra sân. Sau khi lấy tay quẹt ngang miệng liền nhấm nhằng. Cậu làm xe ôm nhưng mắc cái bệnh quan cách. Chỉ thích đến muộn để chỉ đạo hội nghị. Biết mình có lỗi nên tôi im lặng chui xuống cuối hàng ngồi để lắng nghe. Ông trưởng họ tiếp tục phát biểu. Giọng ông sang sảng không cần micro, nhưng đàn chó bên nhà hàng xóm vẫn nghe rõ và sủi ngòi. Ông phấn khởi giải thích. Hồng phúc cho cụ tổ của dòng họ nhà chúng ta. Mặc dù lúc sinh thời không sống cùng ngày cùng năm, nhưng cụ tổ đã hóa cùng ngày cùng tháng với bậc tiền nhân trên phú thọ. Đó là hồng phúc của họ nhà mình. Chính vì thế, năm nay dỗ cụ tổ, tôi đề nghị các chi các ngành phải đầu tư dâng lễ vật độc đáo lên tổ tiên. Phải làm sao mà các ngày dỗ không chỉ là dịp để con cháu chỉ biết vục mặt vào ăn rồi xách túi lộc đi về. Tiếng bàn tán rôn xa vang lên. Một tay thủ chi dưới e hèm rồi phát biểu. Nói thật với bác trưởng, mấy việc này em hoàn toàn đồng ý. Dù sao họ nhà mình cũng khai thiên lập địa ra các làng văn xá này. Phần lễ phải hoành tráng, còn phần hội sẽ cực sôi động. Về phần lễ, mỗi chi sẽ dâng lễ vật theo lòng thành của mình. Còn phần hội theo em, họ nhà mình mua mấy cái loa kẹo kéo, rồi hát karaoke cho nó sôi động. Gì chứ cái món đấy, bọn trẻ nó rất thích đấy. Chẳng nhẽ dỗ cụ tổ chỉ toàn ông bà già bà cả, kém vui đi. Ông trưởng họ trầm ngâm. Kể ra cái vụ hát hò như vậy cũng hơi giống mấy cậu thanh niên bán bông tăm và kẹo cao su đi dọc mấy quán nhậu. Nhưng mà thôi, chú đã nói vậy thì tôi cũng quyết. Người ta nói rồi, phú quý sinh lễ nghĩa, quả không sai. Kể từ ngày họ nhà tôi nhiều người giàu nên nhờ lô đề, ai cũng muốn tỏ ra vẻ mình thanh cao, con dòng cháu giống. Thậm chí ông trưởng họ dạo này còn đổ đốn làm thơ, gửi đọc ở trên hệ thống phát thanh của xã. Việc ông chăm chỉ gửi đăng các báo từ trung ương đến địa phương là có thật, nhưng chưa thấy ông trưởng họ khoe bài nào được báo đăng. Đợi cho bà con ra về hết, ông trưởng họ gáy tai tôi thì thầm. Năm nào cũng dỗ chạp đâm nhạt, anh bày ra cái trò này để mọi người hào hứng, cũng là dịp cho con cháu được dịp khoe mẽ. Riêng chú hoàn cảnh khó khăn, vì thế khỏi lấy lạt tốn kém. Lời nói của ông trưởng họ chạm vào lòng từ ái, nên tôi đỏ mặt nói. Bác trưởng không cần phải dặn, cụ tổ là của chung nên em vẫn dâng vật phẩm, tỏ lòng hiếu kính. Nghèo thì nghèo, cũng phải dáng bánh xèo dâng lễ. Tôi nhái giọng mấy anh hai nam bộ để đáp lời. Tùy chú đấy nhá, bệnh sĩ diện nó không giàu được đâu. Đúng 9 giờ 30 phút sáng, từ ngôi từ đường có 3 hồi trống ngũ vang lên. Tiếp theo đó là tiếng thỉnh chuông bắt đầu giờ tế lễ. Các cụ trong họ nhà tôi mặc áo thụng lam lần lượt dâng trà rót rượu. Riêng ông trưởng họ tuy ít tuổi nhưng được mặc cái áo thụng đỏ làm chân chủ tế. Hai ông chú ruột dù cao tuổi chỉ làm chân bồi tế. Tiếng ông trưởng họ trang nghiêm đọc. Kính lạy hội đồng thánh mẫu, kính lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế, kính lạy chư tiên chư thánh chư thần, kính lạy thổ thần thần linh thổ địa, táo phủ thần quân ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần tiếp dẫn lộc thần, tiền hậu địa chủ, chúa bà bản cảnh, các tiểu thần trong khu vực.
kính lại chào tổ cô, hoàng tổ Mãnh, bà cô ông Mãnh dòng họ. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu, con là trưởng họ Lô, đang cư ngụ tại Việt Nam Quốc, Hoài Đức Phủ, Văn Xá Hạt. Đại diện cho con cháu dòng họ, xin kính dâng lễ vật, cầu xin bề trên chấp lễ chấp bái. Sau tuần hương thứ nhất, tiếng ông trưởng họ vang lên. Con cháu các chi trong họ, bắt đầu dâng lễ. Tôi ngó ra cổng thấy một đoàn, gần một chục thanh niên khiêng ba cái cây nứa, dài cỡ gần 4 mét tiến vào. Vị trưởng chi họ chắp tay thành kính nói. Con cháu thuộc chi thứ xin được dâng lên cụ tổ ba nén tâm nhang để nhớ về tổ tiên nguồn cội. Thế tôi nhìn ba cây nứa có vẻ lạ lẫm, vị này giải thích. Bây giờ mọi người đều thích cái gì cũng phải to và dài. Em chọn mãi mới được ba cây nứa có độ dài như nhau. Riêng mùn cơ trộn để làm hương cũng ngót tạ rưỡi. Thấy quê hương khổng lồ, tôi hỏi nhỏ. Làm sao mà phết được hương bám vào thân cây nứa? Đúng là có mùi thơm như cái nén hương khắc thật. Bác không biết đi thôi. Em nhờ mua hai cái thùng keo như là keo dính chuột ấy. Sau khi phết lên mới rắc chỗ mùn cưa vào. Trong khi trộn mùn cưa, em phải thêm mấy cân hóa chất tạo mùi, được gửi mua ở tận chợ Kim Biên trong Sài Gòn. Bây giờ đốt nên chắc thơm không kém gì hương thật. Mà có khi hương thật cũng trộn cái này vào. Ba cây hương quá dài, không đem vào nhà từ đường được. Mấy cậu thanh niên trong họ đành dựng cho trõi ra. Một đầu gác tạm vào mái ngói. Lúc này tiếng trống lại vang lên. Một con xe công nông chở chiếc bồn nước sơn hà tiến vào. Điều đặc biệt là nắp bồn nước đã được cắt bỏ. Ngay phần thân được gò một thanh sắt cong để tạo hình như quai chén. Do bình sơn hà rỗng nên chỉ cần bốn cậu thanh niên đã khiêng được xuống. Sau khi đặt chính giữa sân cho cân đối, một người đại diện cho chị Út chắp tay nói tờ. Con cháu thuộc chị Út cúi đầu dâng lên cụ tổ chén rượu để tỏ lòng ngưỡng vọng. Đang ngơ ngác vì chén rượu khổng lồ bằng tôn rỗng không, bất chợt một cậu thanh niên đã cắm vòi nước vào rồi bật máy bơm. Nước từ giếng được máy bơm cho chảy vào bồn chưa đầy 20 phút đã đầy. Nhìn thấy nước bắt đầu tràn ra ngoài, cậu thanh niên bắt máy bơm thu vòi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đại diện cho chi thứ giải thích. Bồn nước dung tích 2 khối nên dù cắt phần trên, dung tích bây giờ cũng còn 1 khối rưỡi. Các bác tính xem, ai có tiền mua nổi 1.500 lít rượu? Vì thế, em pha rượu dâng cụ tổ ngay tại đây. Của đáng tội, sau khi cậu này đổ một bao hóa chất nặng 50 cân vào rồi khoáng lên, mùi rượu thơm ngạt ngào tỏa ra khắp ngôi từ đường. Cậu này quay sang giải thích. Bây giờ nhiều nơi đều nấu rượu theo công thức y chang. Bác thấy nhanh gọn để tiết kiệm chi phí không ạ? Đợi cho cả họ ngắm những sản vật khổng lồ chán chê, tôi bưng một chiếc mâm nhôm cũ lên đặt tấm vải màu vàng, đã ngả màu theo thời gian, tiến vào gian từ đường. Trước mặt các cụ cao niên trong họ, sau khi thành tâm khấn vái, tôi hô to. Đại diện cho chi trưởng, con xin dâng lên cụ tổ chiếc khố truyền thống khi xưa người hay dùng mỗi khi đi đánh dặm. Do món lễ vật dâng lên cụ tổ có kích thước vừa phải, chính vì vậy mâm lễ được đặt trang trọng giữa bàn thờ. Bà vợ tôi không giữ được miệng đã tự hào khoe. Khố của cụ tổ được nhà em tháo cái di đô cũ ra, gấp lại đặt lên mâm là xong, nhanh gọn để đỡ mất công ạ. Bà cô ghê gớm trong họ liền cầm miếng vải cũ tung ra. Nhìn thấy tấm di đô cũ nát lại có nhiều vết thủng do chuột gặm, dán nhấm, bà liền gào to. Rồi ạ, dâng lễ cho cụ tổ mà anh không bỏ tiền ra mua hẳn cái miếng vải tươm tất là sao? Mang tiếng là chi trưởng mà lễ bạc quá. Đám anh em họ bắt đầu bàn tán. Tôi thản nhiên giải thích. Cô không thấy ngày xưa hay nói khố rách áo ôm hay sao? Cháu dâng khố rách để ôn nghèo kể khổ nhớ về thời xa xưa. Cụ tổ nhà mình nghèo như thế, sao húp hết cả một khối rượu pha hóa chất được? Ba nén tâm nhang đốt lên chỉ tổ chết mũi và làm cho vong các cụ cao tầng tổ khảo, bà cô ông Mãnh trong họ ho sặc sụa thôi. Như linh ứng cho lời tôi vừa nói, cả họ thoáng nhìn thấy ở giữa sân ngôi từ đường bóng cụ tổ hiện về trong giây lát, khiến cả họ vội quỳ xuống xì sụp khấn vái. Giây phút hiển linh qua nhanh, ông trưởng họ trầm ngâm nói. Đúng là cái thói a dua khiến anh thấy có lỗi với tiền nhân. Con cháu trong họ thì bé nhỏ, mà cứ thích làm cái gì cũng phải to, vừa to vừa lãng phí lại vô dụng.
Ông trưởng họ quả quyết. Thôi, mấy khối rượu pha hóa chất ý, chút dùng cọ sân, còn ba nén tâm nhang lại đem ra ao ngâm, để sau dùng ba cây nứa vào việc khác. Cái khố huyền thoại của chú chắc làm giải lao từ đường. Vậy còn cái vụ hát hò cho xôm tụ thì sao? Cậu đại diện cho chi thứ quan tâm hỏi. Nhức đầu các cụ chữ báu cái gì, thôi dẹp đi cho nó lành, bà cô chồng họ nói ngay. Nhận thấy không khí buổi dỗ cụ tổ có vẻ căng thẳng, tôi thì thầm vào tai mấy vị đại diện các chi. Không đầy 5 phút sau, ngôi tiểu đường vắng tanh. Tất cả các xuất đinh của dòng họ đã chạy ra hàng nước đầu làng như mà đuổi. Ông trưởng họ ngạc nhiên hỏi, cậu nói gì mà họ chạy khiếp thế? À, báo cáo bác trưởng, em chỉ nói đúng một câu, cụ tổ hiển linh là điềm báo đề sẽ về con 38 tối nay. Văn xá, ngày dỗ cụ tổ. Hồng Nhung xin thân mến kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện ngắn có tựa đề Thần Y Đắp Chiếu. Nghe cái tên Hồng Nhung đã cảm thấy buồn cười và mang đầy tính châm biếm của tác giả Bùi Ngọc Phúc rồi. Anh Bùi Ngọc Phúc luôn luôn mang đến tiếng cười rất là rực rỡ cho quý vị. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với câu chuyện ngắn của ngày hôm nay. Đừng quên sau khi nghe xong, ủng hộ cho Hồng Nhung, cho Nghiện Truyện bằng cách bấm like, đăng ký kênh để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên kênh Nghiện Truyện với rất nhiều câu chuyện ngắn hay và hấp dẫn khác nữa. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý là nghe. Chạy xong quốc khách, tôi vừa dừng xe trên vỉa hè, chưa kịp làm cốc trà đá. Bất ngờ có hai mẹ con dáng lam lũ bước đến mà hỏi. Bác có biết nhà thần y đắp chiếu không ạ? Biết ngay khách ở tỉnh xa về Hà Nội chữa bệnh nên tôi chốt ngay. Nhà ông Điếu bên Ngọc Lâm, ông này nổi danh trên mạng với danh xưng thần y đắp chiếu đúng không? Hai mẹ con cho xin 120.000 sẽ được chở đến tận cửa nhà. Bác bớt cho hai mẹ con vài chục được không ạ? Quả thật để về Hà Nội chữa bệnh, nhà em vừa phải bán đi lứa lợn đang vào kỳ vỗ béo. Con em đi khám nhiều nơi không khỏi. May có bác cùng làng xem trên mạng nên biết đến danh thần y đắp chiếu. Nghe bà mẹ trình bày một tràng dài khiến tôi mủi lòng. Dắt con xe rèm nát ở xuống đường cho dễ nổ máy, tôi gật đầu. Thôi, sáng mùng 1 nên tôi lấy 80 nhé. Bây giờ gọi xe khác nó bắt chẹt giá gấp đôi, lại còn đi lòng vòng hơn cả City Tour chứ. Lúc xe chạy qua cầu Long Biên, bà mẹ rụt rè hỏi. Em nghe nói là nhà thần y đắp chiếu sẽ chữa được các loại bệnh đúng không hả bác? Tôi cũng không rõ, nhưng mỗi ngày ông ấy khám bệnh và kê đơn bốc thuốc cho khoảng 200 người. Vừa chạy xe tôi vừa trả lời, bởi vì mấy lần chở khách đến nhà thần y đắp chiếu, lần nào tôi cũng thấy con bệnh khắp các tỉnh về xếp hàng đông còn hơn cả bệnh viện tuyến trung ương. Bà mẹ cũng thú thật. Em thấy mấy người làng em có internet nên họ nắm được nhiều thông tin. Cũng vì thế mẹ con em mới quyết về Hà Nội một chuyến xem thế nào. Câu chuyện rôm rả cộng thêm việc không tắc đường. Chẳng mấy lúc tôi đã chở hai mẹ con đến nhà thần y đắp chiếu. Hai mẹ con ở hiền gặp lành. Thần y đắp chiếu vừa khám vừa chữa bệnh trong một đợt xong. Trong lúc các con bệnh đang nằm đắp chiếu, thần y đắp chiếu cho gọi những người tiếp theo. Do đưa người bệnh đến nơi này nhiều, vì thế tôi biết danh xưng thần y đắp chiếu từ đâu ra. Mọi con bệnh từ già đến trẻ, từ ung thư giai đoạn 4 cho đến bệnh nhân thoát vị đĩa đệm hay xa dạ con, tất cả đều phải đắp chiếu mới mong lành bệnh. Vị thần y đắp chiếu béo núc bắt đầu leo lên sập ngồi. Trong lúc đó, trợ lý của thần y đắp chiếu cầm micro gọi tên từng bệnh nhân. Do hay đến đây nên tôi được coi như là chỗ quen biết, nếu khát có thể mở tủ lạnh lấy đồ uống thoải mái. Tiếng loa gọi tên. Hoàng Ngọc Phấn, 45 tuổi, đến từ Quảng Ninh. Ngay lập tức một bệnh nhân lò dò bước ra. Thần y đắp chiếu hỏi. Bệnh gì? Em mắc lao phổi nên là nó rất khó thở. Vào viện không thấy khỏi. Mong thần y ra tay cứu giúp em. Thần y đắp chiếu nói to cho mọi người biết về sự tinh thông y thuật của mình. Kể cả Covid của vèo, đến đây thầy chữa được hết, khỏi phải lan tăn.
Sau đó thần y đắp chiếu bấm đốt ngón tay và nói: Bính thìn mệnh thổ hợp màu nâu, mau ra nộp tiền mua chiếu đúng màu. Thấy bệnh nhân không hiểu, thần y đắp chiếu nói: Ông có biết vào viện trước khi mổ phải mua chỉ khâu và bông băng không à? Bác sĩ lo khám chữa bệnh, còn vật tư y tế người nhà phải bỏ tiền ra mua. Cao hứng nên thần y đắp chiếu còn khuyến mại tiếp: Kể cả mổ phanh hay mổ moi, nếu đang mổ cần truyền máu, lúc đó người nhà phải cầm giấy đi mua. Chẳng may gặp máu hiếm, phải huy động ba đời chín họ đến mà cho máu ơi chứ. Nói mua cái chiếu còn tiếc, bảo sao bệnh mãi không khỏi. Cô trợ lý ngồi bên vội đính chính: Thầy nói nhầm mổ moi, thật ra là mổ nội soi. Mai Thu Quế, 38 tuổi đến từ Bắc Giang. Đến lượt cô gái là khách đi xe của tôi bước vào, thần y đắp chiếu phán ngay: Tôi Quý Hợi 83 mệnh thủy hợp màu nâu, mong mua chiếu đúng màu cho tôi. Chữa vô sinh đơn giản, có bà mãn kinh đến đây tôi còn chữa cho 2 năm đẻ 3 đứa. Cô gái nghe lời ghé ra cửa chọn chiếu, rồi thanh toán 1 triệu đồng cho vợ thần y đắp chiếu ngồi bán. Nhìn mặt cô ánh lên niềm hy vọng vì gặp được quý nhân. Vị khách thứ 3 đến chữa bệnh tiểu đường, sinh năm 1962, thần y đắp chiếu phán rất nhanh: Bà tuổi Nhâm Dần mệnh kim, hãy mua manh chiếu màu vàng rồi vào đây. Nhanh, không có đến giờ tôi nhập thất để luyện đan rồi. Bà còn bệnh, mỗi người cắp một manh chiếu theo thần y đắp chiếu vào một gian phòng nhỏ. Ông liền dặn ngay: Ai có đồ trang sức hay đồ kim loại đeo trong người phải tháo ra khi đắp chiếu, nếu không bệnh sẽ không khỏi được. Tôi đứng bên cạnh tỏ vẻ hiểu biết, nói thêm vào: Chắc thầy sợ bị nhiễu giống như chụp cộng hưởng tơ đúng không? Thần y đắp chiếu gật gù ra vẻ tán đồng. Theo yêu cầu của thần y đắp chiếu, ba con bệnh lần lượt cởi quần áo ngoài rồi chui vào chiếu. Riêng cô gái đến từ Bắc Giang có vẻ ngại ngần, cô liền bị thần y đắp chiếu mắng xối xả: Vào đây bệnh nhân ai cũng như ai, có muốn sinh con không? Nghe đến sinh con, ngay lập tức cô gái trút bỏ trang phục. Nhìn bộ đồ lót cô gái màu xanh, thần y đắp chiếu gắt lên: Thôi cởi nốt ra cho tôi nhờ, màu đó không hợp mệnh. Bà tiểu đường 59 tuổi nghe thế vội lắp bắp nói: Thế chị cũng mặc đồ lót không hợp mệnh. Thôi chị cởi ngay. Thần y đắp chiếu lắc đầu: Bà hết trứng rồi, mau chui vào chiếu cho tôi nhờ. Sau nửa tiếng nằm im, vị thần y đắp chiếu pha một xô nước thuốc rồi tưới vào từng chiếu như người ta tưới cây ấy. Nước thuốc chảy ngấm qua da thịt các con bệnh, khiến tiếng ho sù sụ vì lạnh vang lên. Riêng cô Mai Thu Quế được yêu cầu chui ra khỏi chiếu. Thần y đắp chiếu giải thích: Cô bị tắc vòi trứng, vì thế muốn có con phải đủ tư thế kiểu phượng hoàng tắm nắng. Đây là phương pháp gia truyền không ai biết được. Mặc cho bệnh nhân xấu hổ, thần y đắp chiếu vặn vẹo xoay đủ tư thế cho thiếu phụ. Thỉnh thoảng, ngài còn đưa tay xoa hai bầu vú, miệng nói để giúp lưu thông khí huyết. Bà Nhâm Dần cũng không phải dạng vừa. Nằm trong chiếu, bà tự lột hết đồ rồi chui ra đòi học theo cách đó. Bởi vì bà cho rằng mất tiền như nhau phải được chữa giống nhau. Vì thần y đắp chiếu bực mình giải thích: Mỗi bệnh có một cách chữa khác nhau. Người ta là phượng hoàng tắm nắng, còn bà là cái giống gì biết không? Buổi chữa bệnh kết thúc, tất cả các con bệnh đều phải mua đủ 7-7-49 thang thuốc của thần y đắp chiếu với số tiền hơn 5 triệu. Trước khi chia tay, các con bệnh được hẹn tái khám trong 2 tuần. Riêng chỗ chiếu sẽ không được dùng lại vì thần y đã tưới thuốc lên rồi. Lần sau lại mua chiếu mới, vẫn theo đúng màu hợp mệnh. Trưa nay tôi đưa cô gái Bắc Giang đến tái khám. Vừa nhìn thấy tôi, bà vợ thần y đắp chiếu đã khóc lóc, tỏ vẻ tiếc thương chồng. Bà kể lể: Chồng em đã sinh nghề tử nghiệp lại mất vào giờ linh. Tôi và bệnh nhân đều kinh ngạc hỏi: Thần y đắp chiếu sao không chữa được bệnh cho mình? Ngồi bên đống chiếu ế rồi không bán được, bà vợ thần y giải thích rõ: Tuần trước lão chồng em đi ăn cỗ, chắc có tí men rượu nên mát ga lao xe máy vào đuôi một chiếc ô tô đậu ven đường. Lúc được báo tin em vội chạy ra đến nơi, chồng em đã nằm đáp chiếu ngay vệ đường không lời trăng chối. Tôi thở dài an ủi: Thôi, sống chết có số,
chị cũng mang cái đống chiếu này ra về hè bán để mà thu hồi vốn. Vừa nghe đến từ chiếu, vợ thân ý đắp chiếu vội rít lên đau khổ. Điều em ân hận nhất là lão ấy không được đắp cái chiếu hợp mệnh. Không sao đâu, chị chọn lấy chục cái chiếu hợp mệnh rồi đốt cho lão ấy là ổn ngay. Tôi đành hiến kế cho xong. Chia tay vợ thần y đắp chiếu, tôi ngậm ngùi chở khách hàng ra bến xe. Không phải tôi thương tiếc gì lão đó, tôi buồn vì sắp tới sẽ ế khách hơn trước. Lúc tiễn cô Mai Thu Quế lên xe ô tô, tôi dặn dò. Em chịu khó vào mạng tìm sẽ có hàng ngàn vị thần y, kiểu gì chả túm được một thần y chữa bệnh cho mình. Khi nào về Hà Nội, nhớ gọi cho anh nhé. Hà Nội ngày 12 tháng 4 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn tiếp theo của tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Thần Y Đáp Chiếu. Một câu chuyện khá hài hước, châm biếm, nói về những ông thầy lang, linh tinh, luyên thuyên, nói ra những chiêu trò bịp bợ để có thể chữa bệnh cho người khác và lấy những số tiền rất là đắt đỏ. Chúng ta nên tỉnh táo trước những vị thần y tự xưng như thế này. Và đây cũng là một cái góc nhìn rất là hài hước của Hạnh Phúc gửi đến quý vị trong đời sống hiện nay. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của bộ truyện cũng đã hết rồi. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi nhiều câu chuyện ngắn cũng như là những bộ truyện dài hay và hấp dẫn sẽ được đăng tải phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.